Bộ phim Chạng Vương Lý Hựu tập 9. Để xem về nhà ta xử lý con thế nào, đừng phí lời với nó. Đưa đi. Đi. Đi thôi cô gia. Tâm Ngọc. Tâm Ngọc à. Tiểu thư, thế ta ngủ ở đâu? Tất nhiên là ngủ trên giường. Không phải giường đó, là chiếc giường bên ngoài. Đi đi, đi đi, đi thôi. Chỉ một mình ta đi à? Đó chính là việc ngươi phải quản lý. Các bộ khoái khác tới đó lâu rồi. Được, vậy ta đi điểm danh trước đã. Điểm danh có ta rồi. Mau đi đi, mau đi đi. Từ Giải Nguyên, ngài là danh nhân trên thư đàn, ngài cũng không bằng Lý Hựu. Không sánh được, không sánh được. Ta được làm người theo hầu Lý Hựu đã mãn nguyện lắm rồi. Được rồi, Lý Hựu, nếu đã có thơ thì mau ngồi đi. Đại nhân, tiểu nhân, Lý Hựu, Chu đại nhân ở đây, chúng ta chỉ bàn về thơ và rượu. Có chuyện gì đợi sau rồi nói. Nguyên Tông đại nhân, ngài phải chủ trì công bằng cho tiểu nhân. Thôi được, bản quan nhất định sẽ giải quyết giúp ngươi. Về nhà trước đi, ngày mai đến nhà huyện. Đa tạ Huyện Tông đại nhân. Ngày mai ta phải khởi hành đến Thái Thương rồi. Đợi ta du ngoạn hết chính huyện thuộc Tô Châu Phủ, ta sẽ về quê chuẩn bị thi hội. Tùy huynh. Vậy có nghĩa là hôm nay chúng ta từ biệt, có phải sẽ mỗi người một phương? Không đâu. Đợi ta du ngoạn hết một vòng này, sẽ lại trở về Hư Giang. Tới lúc đó, chúng ta sẽ lại đến Khúc Thủy Lưu Thương, cùng bàn về thơ từ ca phú. Huynh đừng nhắc Khúc Thủy Lưu Thương với ta nữa. Tóm lại, chuyện hôm nay xin đa tạ huynh. Vậy ta sẽ ở đây chờ huynh quay lại. Cáo từ. Cáo từ. Nhạc phụ, nhạc mẫu an nhàn thoải mái quá. Hiền tế, nghe nói hôm nay con làm thơ chế giễu Diêu Hương Nhi. Đúng à, ta còn nghe nói hôm nay con khiến cô ta mất hết thể diện, rời khỏi bữa tiệc. Không sai à? Ta còn nghe nói Diêu Hương Nhi này. Dừng lại nhạc phụ, sao người quan tâm đến Diêu Hương Nhi vậy? Nhắc đến cô ta liền phấn khích thế. Hiền tế à, ta nói thật với con, ta đến Khúc Thủy Lưu Thương đã rất nhiều lần, bỏ ra số tiền lớn, cô ta cũng không bằng lòng. Cô ta nói không chỉ nhìn tiền tài mà còn phải nhìn nhân tài. Còn nói xem có bực mình không? Bực mình? Lão gia, có người làm ta bực mình rồi. Ông đoán xem là ai? Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế xin cáo từ. Ta cũng cáo từ đây. Nhạc phụ, nói chuyện bình tĩnh nhé ạ. Cá khỏe thật. Ông khỏe thật. Phu nhân khỏe thật. Lão gia khỏe chứ. Mọi người khỏe mới là thực sự khỏe. Tôi cáo từ đây. Tiểu thư, nhà cô đã ngủ chưa? Không có việc gì của ngài, mau vào đi. Đi đi. Đi đi đi. Không phải thấy cô là nữ nhân thì ta. Vào mau, vào mau. Cô ở đó đi, đừng có hòng ra. Tiểu thư, lão gia đã nói với em rồi, nhà họ Quan quan tâm đến Lý Hựu lắm, định bỡ vô cùng. Tiểu thư còn cười. Tiểu thư nói xem, tiểu thư không thể chung phòng với Lý Hựu. Đến lúc đó lỡ tiểu thư nhà họ Quan mang thai, thì chẳng phải Lý Hựu thành người nhà họ Quan hay sao?
Xong cái miệng này của em, tiểu thư cũng đừng quá để tâm. Tiểu thư nghĩ xem Lý Hữu là người thế nào, dâm tặc, lúc này không chừng đang giày vò tiểu thư nhà họ Quan đó. Thôi thôi, chúng ta cũng không cần lo lắng cho người khác nữa. Tiểu thư nghỉ ngơi trước đi. Tiểu thư, cô gia ở phòng bên cạnh, em đã khóa kỹ cửa rồi. Tiểu thư đang học lễ của Chu Công mà. Nhưng hình như cô gia không muốn động phòng. Không muốn thì thôi, ở lại đây vừa có thể ăn nói với cha mẹ, vừa có thể học thêm chút kiến thức, cũng rất tốt. Tìm một cơ hội em đánh hắn ngất đi, tiểu thư sẽ có cơ hội. Đừng nói lung tung, đi ngủ đi. Vô liêm sỉ, hạ lưu. Kỳ lạ, vô liêm sỉ, hạ lưu. Vô liêm sỉ, ngươi mở cửa sao không nhìn hả? Trộm, ta đâu phải. Còn nói ngươi không phải trộm. Ngươi đưa cho ta. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa cho ngươi? Một tên trộm như ngươi mà còn lý lẽ hùng hồn mà. Dựa vào việc ở chỗ nghe quả phụ cứu. Ở chỗ nghe quả phụ cứu. Là ai dám ám toán bản phủ đầu? Nữ hiệp, là cô à? Không phải ta thì ai? Vậy thì có thể đưa ta rồi chứ? Được. Một nữ hiệp như cô, sao cô lại đọc loại sách này? Tiểu thư không sao chứ? Ta không sao. Không có ai, cũng không mất thứ gì. Mất rồi, mất một cuốn sách. Sách? Trộm đến lấy sách? Sách gì ạ? Chính là cuốn Âm Dương Hòa Hợp Khảo mà ta xem lúc trước. Ai lại trộm cái đó? Nhà ta giàu có thế này, hắn lại không tới kho trộm tiền. Đưa ta, quýnh đưa ta. Nói khẽ thôi, bây giờ cô là kẻ trộm. Tế Liễu, lấy y phục giúp ta. Dân thư tiểu thư. Lý Hữu, chàng vừa làm gì trong đó? Cô xem đi, thu hút tới rồi đó. Tế Liễu, em canh ở đây, có người ra thì đánh. Ta muốn vào xem rốt cuộc Lý Hữu đang làm gì. Nguy rồi, chỗ quên làm gì có chỗ nào trốn được. Đây đâu phải nhà ta, đây là nhà họ Quan, làm sao ta biết được? Hay trốn dưới gầm giường của ta? Ta là nữ hiệp, quên bảo ta trốn dưới gầm giường vậy? Quỳnh tránh ra. Nữ hiệp đều bay được à? Cô nói xem, nhà họ Quan các cô cũng uổng xỉn quá đó. Để ta ở chỗ chật thế này đâu có đủ cho ta ngủ, cũng chẳng đổi chỗ rộng hơn. Đừng giả giờ nữa, đưa sách ra đây đi. Ta biết là chàng lấy trộm,
Được. Ta trộm thì sao nào? Chàng trộm, sao có thể trộm loại này chứ? Đêm dài dằng dặc, lòng không ngủ được mà. Lòng không ngủ được? Đọc loại sách này thì chàng ngủ được à? Chàng chơi ở khúc thủy lưu thương chưa chán à? Tú Tú, ta thật sự không chơi. Ta đến khúc thủy lưu thương đều là để vịnh thơ viết phú. Cô không tin à? Cũng phải, nếu như chơi chán rồi thì cũng không cần trộm sách nữa. Ta, nhưng sao chàng phải trộm? Cứ đến mượn thẳng ta là được mà. Đến mượn cô, hoặc là cả ngày không thấy mặt cô đâu, hoặc là cả ngày cô nhốt ta trong phòng. Ta đi đâu tìm cô để mượn? Có điều người xưa có câu, sách không mượn thì không được đọc. Người xưa lại nói, mượn chẳng bằng trộm, trộm chẳng bằng không trộm được. Lẻo mồm lẻo mép. Sách này chàng cầm lấy đi. Tiểu thư cứ thế mà tha cho ngày ấy sao? Đi lấy giúp ta chiếc cốc. Chiếc cốc? Nữ hiệp, nữ hiệp, cô nhảy xuống được rồi. Cảm ơn huynh nhé. Cảm ơn gì chứ, cô là nữ hiệp, lại là ân nhân cứu mạng ta, không cần khách khí. Có điều, sao cô lại đọc loại sách này? Sao huynh lại ngủ phòng này? Sao không chung phòng với nương tử nhà huynh? Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu thể cam tâm đi ở rể. Một ngày chưa lấy vợ thì một ngày không chung phòng, cũng rất có chí khí đấy. Vậy tiểu thư hai nhà quan lưu đều có thể chấp nhận huynh. Ta nói cô nghe, quan tiểu thư này đọc nhiều thi thư, lại có sở trường kinh doanh, cô ấy tính toán sổ sách rất giỏi, là một nữ tử có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Chuyện nhỏ này cô ấy sẽ không so đo với ta đâu. Đánh giá này cũng được đó. Có điều cô về tiểu thư nhà họ Lưu, bên ngoài đều đồn đại cô ta tính khí bạo ngược, rồi thì trước nay không nói chuyện với nam nhân. Nhưng sau khi vào nhà họ Lưu, ta mới phát hiện cô ấy là một nữ tử tao nhã lễ độ. Cô ấy không nói chuyện, đó là vì có nguyên nhân đặc biệt không thể nói ra. Ta nói cô nghe, cô tuyệt đối không được nói là ta nói với cô chuyện này đó. Coi như chàng có mắt nhìn. Cô đưa sách cho ta trước đã. Mau lên, mau lên. Đi mau, đi mau. Nữ hiệp, cô đi được rồi. Không được ra. Tế Liễu, vừa rồi là cô à? Vừa không khóa cửa đã muốn ra ngoài. Cô làm gì thế? Ngài đừng hòng ra nữa. Cô làm gì vậy? Ngài ở đó đi. Nhị Lan, huynh vẫn thông dong vậy à? Sao thế? Chức bổ đầu của huynh sắp bị mất rồi. Hôm qua ta đã giải thích với tri quyền đại nhân rồi mà. Bên phía Ngô Điển Sử cứ một mực nói không bảo huynh ra ngoài thành làm việc. Huynh tự mình cẩn thận một chút. Lý Hữu, tri quyền đại nhân tìm huynh. Vào đó làm gì? Cậu không mau đi, ta cũng phải thay y phục chứ. Mau lên, mau lên. Tên Ngô Điển Sử này, mình chưa từng đắc tội với hắn mà. Làm trò gì vậy? Tham kiến Huyền Tông đại nhân. Vừa được thăng chức bổ đầu liền bị người ta hãm hại, bị cách chức, có phải là buồn lắm không? Nhưng đó thì không mà. Hiện giờ danh tiếng văn thơ của ngươi đã vang xa, cậu tiếp tục làm nha dịch cũng không phù hợp nữa. Từ nay về sau, ngươi chính là thư lại của hình phòng. Thư lại? Vậy tiểu nhân chính là lại viên à? Bây giờ chỉ là lại viên tạm thời. Đợi một thời gian nữa ta tấu với lại bộ,
Tới khi đó sẽ bỏ hai chữ tạm thời đi. Đa tạ Huyện Tông đại nhân. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm Huyện Tông đại nhân thất vọng. Chúc mừng Lý Thư Lại. Chúc mừng Lý Thư Lại. Chúc mừng Lý Thư Lại. Trẻ thế này đã làm thư lại rồi. Tuổi trẻ tài cao. Đây là chuẩn bị thay thế vị trí của cô điển sử đó. Tuyệt thật. Đám bọn ta là lão huynh đệ của cha cậu. Sau này bọn ta phải nhờ cậu quan tâm rồi. Muốn thay thế vị trí của ta, Lý Hữu vẫn còn non lắm. Cho dù Lý Hữu có từ Nha dịch lên thư lại, hắn cũng vẫn làm việc dưới quyền của ta. Cứ không biết quy tắc chốn quan trường là đến báo cáo với ta ngay hay sao? Ta vừa từ chỗ Huyện Tông đại nhân ra, y phục cũng vừa mới thay, còn chưa nói được đôi câu thì ngài đã đến rồi. Vừa hay ta cũng muốn hỏi ngài, hôm qua rõ ràng là ngài sắp xếp để ta ra ngoài thành làm việc, sao mới quay đi quay lại ngài đã cắn ngược là không sắp xếp? Rõ ràng là ngươi gian manh lười biếng, điểm danh không đến. Ta sắp xếp ngươi ra ngoài thành làm việc khi nào? Quả nhiên là chữ quan có hai miệng, răng trắng môi hồng, ngài nói thế nào cũng được. Nhưng cẩn thận nói bậy nhiều, lưỡi bị trúng gió độc đấy. Lý Hữu, ta là quan trên trực tiếp của ngươi đó. Ngươi coi thường quan trên như vậy, không muốn làm gì ở nha huyện nữa hả? Sử lại đại nhân, tiểu nhân còn có việc đang chờ, ngày mai lại đến hầu đại nhân. Người trẻ tuổi đừng có vừa đắc chí đã ngông cuồng. Đắc chí không ngông cuồng thì có còn là người trẻ tuổi không? Chậu này là hoa gì? Cái này gọi là vạn niên thanh. Ân công, thì ra là Lý Từ Thánh. Tiểu thư Nghiêm nương tử, đa tạ Lý đại nhân hôm đó đã cứu ta, còn ở trên công đường ra sức chứng minh sự trong sạch cho ta. Đa tạ Lý đại nhân đã cứu tiểu thư nhà tôi, nếu không Ngọc Hoàng sẽ ấy nấy chết mất. Không có gì, những việc đó thực ra đều là chức trách của ta. Hai người đi đâu vậy? Ta vừa trong y đường ra. Nghiêm nương tử bị bệnh sao? Đại phu nói sức khỏe của ta không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Vậy Nghiêm nương tử ở nhà họ Nghiêm không có chuyện gì chứ? Nghiêm tú tài đó có đối xử tốt với nương tử không? Nghiêm nương tử, sau này hãy có việc gì cần ta giúp, cô sai người đến nha môn báo với ta một tiếng là được. Đa tạ Lý đại nhân. Vậy ta có việc đi trước đây. Đi thôi. Nào nào nào, Nhị Lan, nào xem một vòng cho cha. Bà xem. Tốt quá Nhị Lan. Trước đây cha nói con nghe, cha nhìn bộ y phục này nhìn thế nào cũng không có cảm giác gì. Con xem. Nương tử, Nhị Lan nhà ta mặc bộ y phục này vào, ta nói bà nghe, ta càng nhìn càng ưng mắt. Đương nhiên làm thư lại có tiền đồ hơn là bố khoái nhiều. Nương tử nói đúng. Nào đứng đây, hai bổ đầu nhà ta đúng là cùng là con người mà số phận khác nhau. Con im miệng đi, ngày nào con cũng thế. Bớt giận. Quỳnh bớt nói vài câu đi. Ăn cơm. Hôm nay vui quá, cũng không biết giống ai. Giống cha, cha còn chưa động đũa mà. Không có phép tắc. Đi thôi cha. Nhị Lan à, cha nhất định phải nhắc nhở con, sau này nhất định phải cẩn thận với tên Ngô Điển Sử này. Sao thế cha? Ngô Điển Sử này là quan trên của con. Nếu hắn muốn vu oan hãm hại con thì đó là chuyện quá dễ dàng. Cha yên tâm đi ạ. Con đây cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Chỉ cần sau này Ngô Điển Sử này không phạm lỗi gì, nếu không chắc chắn con sẽ cho hắn đi làm bạn với Triệu Bố Đầu. Được rồi cha, cha mau về đi. Sao thế ạ? Có phải con không về nữa đâu? Được rồi, cha mau về đi.
thật sự không ngờ vị lang nhà mình được lên làm thư lại nhanh như vậy. Nếu biết thế này, ta hà tất bắt nó đến nhà người ta ở rể cho người ta chứ. Cha à, cha đừng buồn nữa. Ít ra lần này Nhĩ Lan về nhà còn được ăn bữa cơm rồi mới đi, hơn hẳn lần trước. Con thôi đi, im miệng. Ăn cơm cũng không chặn được cái miệng rách của con. Con nhìn đệ đệ của con đi, nó thông minh tài giỏi biết mấy. Con nhìn lại con xem, ngốc như heo. Cái này thì con không biết, vấn đề chủ yếu đều tại cha. Cha sinh con ra không tốt, con còn chưa quán trách cha đâu. Sao lại cho con đầu óc ngu si thế này? Con giống ai thế hả? Con ngu đần như heo vậy. Ông bớt nói vài câu đi. Ngu nữa cũng là cha sinh ra. Xem Nhị Lan nhà chúng ta, ngẩng đầu nhìn, nhìn cho rõ. Cô nương này làm rung động lòng ta. Nàng ấy lắc lắc vặn vặn, lắc lắc vặn vặn. Nhị Lan này đã rung động rồi. Mẹ à, con vẫn chưa ăn xong mà. Ăn ít thôi, có chết đói được đâu. Mẹ, con vẫn chưa ăn no mà. Mẹ, mẹ nhớ lại xem, có phải hồi nhỏ mẹ cũng làm ngã con một lần không? Lúc con ra đời, cha mẹ có xem bói cho con không? Thầy bói có nói sau này con cũng có tiền đồ không? Mẹ không làm ngã con. Đầu óc của con vốn sinh ra đã thế, thầy bói cũng đâu có ngốc. Chào tướng công, chúc mừng tướng công được thăng chức làm thư lại. Cách này cũng khó chịu thật đó. Mai Chi, tối nay cô ăn pháo à? Chê khó nghe thì ngài đừng nghe. Xin lỗi tướng công, hình như Mai Chi đã ăn pháo thật. Tiểu thư, được rồi, ta biết rồi. Về tối cô nghỉ sớm đi nhé, Tâm Ngọc. Ngày kia ta từ Nha Huyện về, cô muốn ăn gì ta mang về cho cô nếm thử. Bánh hoa mai, ít đường, nhiều nho khô, không vấn đề. Vậy Mai Chi cô nương muốn ăn gì? Ta thích ăn đồ ngọt, càng ngọt càng tốt. Ngọt, càng ngọt càng tốt. Vậy ta phải nghĩ kỹ xem ở huyện Hư Giang chỗ nào có pháo cho đường. Ngài Mai Chi, sau này em nói năng với tướng công tôn trọng. Câu này là tiểu thư nói, không phải ta nói đâu. Đương nhiên ta biết đây là tiểu thư nhà cô nói. Nhớ hồi nhỏ cô ăn ít pháo một chút, cũng không đến mức không nói ra được những lời dịu dàng thế này. Tiểu thư, ngài bắt nạt em, người ta đều nói đi ở rể là phải cúi thấp hơn thê tử của mình một cái đầu. Câu này ta không muốn nghe đâu. Ở rể cũng là rể, ta đến làm rể nhà họ Lưu các người, chứ đâu phải đến làm người hầu. Còn nữa, giữa phu thê nếu muốn thuận hòa thì phải đối xử bình đẳng với nhau, không phân chia ai cao ai thấp, đúng không? Tướng công nói đúng. Vậy gọi ba tiếng nghe thử xem nào. Tướng công, tướng công, tướng công. Không biết xấu hổ. Được rồi, ta đi ngủ đây. Đi đâu vậy? Nghiêm Nương Tử mất rồi, hôm nay đưa tang. Chuyện này không thể nào, hôm qua ta còn gặp Nghiêm Nương Tử trên đường mà. Nghe nói mắc bạo bệnh mà chết. Người nhà họ Nghiêm sợ cô ấy mắc bệnh truyền nhiễm, hôm nay đưa tang luôn. Phải đưa người đi xem sao đây, ta đi nhé. Sao có thể như vậy?
Hôm qua vẫn còn mạnh khỏe mà, sao nói mất là mất được. Lý Hựu, Hoàng thúc, tìm con có việc gì ạ? Tiền thuế năm nay lại có không ít người khất nợ, đến bây giờ vẫn chưa thu đủ. Vậy chỉ còn cách cử thêm người xuống vùng nông thôn truy nợ thôi. Cậu phụ trách sổ sách của các hộ dệt, đưa hai người qua đó. Nhưng con chưa từng phụ trách việc thu thuế. Việc gì cũng có lần đầu. Nào, đi đi. Tiểu nhân nhận lệnh. Làm cho tốt nhé. Hiện giờ thời tiết khô hạn, nông dân không thu hoạch được hạt thóc nào, làm sao nộp thuế đây? Ông ơi, phải mất bao lâu mới tưới xong mảnh đất này? Từ sớm đến khuya phải hầu hạ hết mảnh đất này, không được nghỉ ngày nào, nếu không cây con sẽ chết khô. Không phải đất tưới tiêu, tưới nước phiền phức thật đó. Ở huyện Hư Giang có đất tưới tiêu thượng hạng, đều là của nhà họ Nghiêm. Tiểu lão nhi ta có thể giữ được 1/3 mẫu này đã không dễ dàng rồi. Nộp xong thuế lương thực cho quốc gia, già trẻ trong nhà vẫn còn có cái ăn. Chỉ đáng thương cho các hộ dệt đã giao đất, không còn đất, đó mới gọi là thảm. Cậu xem, bây giờ sắp trưa rồi, có mấy nhà nổi lửa nấu cơm đâu. Thuế má của Tô Châu Phủ thực sự quá nặng. Hậu sinh nè, tiền thuế lương thực của quốc gia từ xưa đến nay đều phải nộp, dù cho ai làm hoàng đế cũng đều như vậy. Đợi sau này thương nghiệp của chúng ta phát triển đến mức độ nhất định, dựa vào thuế thương nghiệp đủ để duy trì cho quốc gia vận hành, nông dân làm ruộng sẽ không còn phải nộp thuế, ngược lại sẽ còn được bù thêm. Và phải đợi đến khi nào? Khoảng vài trăm năm sau. Ta nói này, huynh đừng đùa ông ấy nữa. Mấy trăm năm sau, đừng nói ông ấy không đợi được, chúng ta cũng cưỡi hạt về Tây lâu rồi. Có ngày ấy thật chứ? Ông yên tâm, nhất định sẽ có ngày này. Hai cậu cười cái gì? Người trong thiên hạ, nếu muốn không đói bụng thì phải có người cày cấy trồng trọt. Nếu thật sự có ngày này thì con cháu đời sau của chúng ta được hưởng phúc rồi. Quốc gia kiếp trước của ta thật sự đã miễn thuế nông nghiệp, đó là chính đức thiên cổ. Đáng tiếc quá nhiều người xem nhẹ việc này. Đám vàng thối thu thuế sao lại đến rồi? Sao lại đến rồi? Hôm qua vừa mới đến mà, sao hôm nay lại đến thế? Đúng vậy, lo việc nhà mình đi. Không phải có chuyện gì chứ, ai mà biết được. Chính là nhà này. Hai quân đi đi. Thuế này nộp sớm nộp muộn cũng đều phải nộp, cứ dày dò mãi thế này. Nộp sớm nộp muộn cũng đều phải nộp. Mẹ ơi, thu thuế, thu thuế. Khất nợ lâu như vậy, sói đến rồi. Nộp sớm cũng là nộp, nộp muộn cũng là nộp. Hai ông phải chạy ba lượt, thu thuế, thu thuế. Đã gia hạn cho nhà bà 3 ngày rồi, lần này bắt buộc phải nộp. Công sai đại ca, có thể gia hạn cho tôi thêm mấy ngày không? Tôi không mượn được tiền nữa rồi. Vay lãi cao cũng không ai muốn cho vay. Không vay được tiền, gia hạn có ích gì? Đưa tiền đây. Công sai đại ca làm ơn làm phúc, cho tôi thêm 2 ngày, 2 ngày thôi. Đã có người ưng con gái nhà tôi rồi, chỉ cần thêm 2 ngày nữa. Bớt nói dớ dẫn đi, phải nộp ngay hôm nay. Cậu không nộp có tin ta phá nhà bà không? Làm gì thế? Các người làm gì thế? Đại ca ta chiến tử đã ra trường, là anh hùng vì nước quyên thân đó. Anh hùng không nộp nổi thuế, anh hùng thì sao chứ? Nhưng nha đầu ngươi tuy hơi đen nhưng trông cũng xinh xắn đó. Hay là về làm a hoàng cho ta, xin hãy tự trọng. Các huynh đủ rồi.
một quốc gia, một dân tộc. Nếu ngay đến gia quyến của anh hùng cũng không thể đối xử tử tế, còn nói gì đến việc hy sinh vì nghĩa? Hoàng thúc, thuế của các hộ vệ đã thu xong. Có một hộ ngay đến thuế năm ngoái cũng đập đủ cả rồi. Quả nhiên là làm được việc. Tiểu Trúc, chính là cô nương mặt đen. Đúng, mẹ tôi sợ tôi bị đám cho vay lãi cao bắt đi, mới bảo tôi bôi đen mặt. Chào quan lão gia. Chào Tiểu Trúc. Đẹp lắm. Cá đẹp lắm. Cá Lý Hữu, cho dù con mua một A Hoàng về cũng nên nói trước với chúng ta một tiếng chứ. Ngài không sao chứ? Cô nhìn bộ dạng này của ta có giống không sao không? Cô dậy, dậy đi. Đến Liễu tỷ, chức lại viên của ngươi vẫn chưa chính thức. Làm ta bực mình, ta sẽ bẩm báo ngay lên huyện tôn, cho ngươi quay về làm nha dịch. Nhị Lan, chúc mừng nhé. Sao thế? Có chuyện vui? Quỷ đói háo sắc. Lạ lùng gì chứ? Nhà họ Quan ở ngay chết đối diện chúng ta. Chuyện con mua một A Hoàng ta biết từ lâu rồi. Vậy thì gia nghiệp của nhà họ Lưu ta mới được coi là vững chắc. Phu nhân nói rất phải.